Người đàn ông đưa chìa khóa vào máy, lật cần điều khiển, lưỡi kiếm đằng sau bắt đầu quay. Có hai chùm ánh sáng ở mặt trước và mặt sau của máy, có vẻ đang sạc máy để tăng tốc độ. Ánh sáng chiếu ra khỏi nhà, sáng chói mắt, lưỡi dao quay ngày càng nhanh. Năng lượng đã được tối đa hóa, ánh sáng tụ lại từ xung quanh, che phủ toàn bộ máy. Người đàn ông đẩy cần điều khiển về phía trước. Bây giờ là ngày 18 tháng 1 năm 1899. Thế giới bên ngoài đang chập chờn. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn lên. Là ngày hay đêm? Rất nhanh, vết mặt trời tạo thành một đường trắng trên bầu trời. Ngay sau đó, người đàn ông lại cảm nhận được sự thay đổi của các mùa. Hoa hồng leo bên ngoài phòng trải đầy cành lá, dây leo mọc dọc các bức tường một cách dã man. Những bông hoa nhanh chóng khô héo và rụng xuống, cành lá vàng úa và khô héo. Mùa đông đến rồi, một lớp tuyết phủ trên mái nhà. Thời gian lại qua một năm nữa. Người đàn ông ngạc nhiên trước sự thay đổi của các mùa. Anh ấy quay đầu lại nhìn studio của mình. Mình đã rời đi hơn một năm. Căn phòng ban đầu chứa đầy dụng cụ thí nghiệm dần dần trống rỗng, biến thành một nhà để xe. Ngành công nghiệp ô tô đã phát triển nhanh chóng sau sự rời đi của anh ấy. Thông qua cửa sổ phía sau nhà để xe có thể nhìn thấy sự thay đổi về quần áo. Lúc này, người đàn ông vô tình chạm vào hình ảnh của vị hôn thê. Bức ảnh rơi xuống đất. Theo thời gian, bức ảnh bị ố vàng và lão hóa, cuối cùng biến thành tro. Ngôi nhà ban đầu thấp bên ngoài dần trở nên cao hơn. Các tòa nhà cao chọc trời mọc lên từ mặt đất. Công nghệ của con người đang tiến bộ, máy bay cũng đang ngày càng bay cao, cho đến khi các vệ tinh xuất hiện trong không gian. Trạm không gian, người đàn ông nghĩ rằng được rồi. Anh ta kéo cần điều khiển xuống, dừng cỗ máy thời gian lại. Thời gian đã đến năm 2030. Bước ra khỏi cỗ máy thời gian, mọi thứ xung quanh thật xa lạ. Người đàn ông như chiếc xe leo núi đi vào thị trấn. Nhìn trái nhìn phải, anh ấy gặp một cô gái đi xe đạp công cộng. Cô gái còn khen ngợi bộ quần áo của anh ấy rất retro. Người đàn ông hỏi về vị trí thư viện của địa phương. Anh ấy đã vượt hơn 100 năm đến đây, là muốn biết một câu trả lời. Một câu trả lời chưa được trả lời trong thời đại của anh ấy. Khi anh ấy và vợ sắp cưới đang hẹn hò, vị hôn thê bị bọn cướp sát hại. Người đàn ông đã dùng 4 năm để chế tạo cỗ máy thời gian. Nhưng dù có vượt trở lại cứu người bằng cách nào đi nữa, cũng không thể thoát khỏi sự thật rằng vị hôn thê của anh ấy đã chết. Anh ấy không thể thay đổi quá khứ. Đi bộ vào thư viện, trí tuệ nhân tạo xuất hiện trên bức màn kính. Trí tuệ nhân tạo nói, mình sở hữu tất cả kiến thức và công nghệ hiện tại của con người. Người đàn ông vội vàng hỏi, câu hỏi về thời gian, cỗ máy thời gian. Trí tuệ nhân tạo đề xuất khoa tiểu thuyết học viễn tưởng và phim cho anh ấy. Không, không, tôi đang nói về các ứng dụng trong thực tế. Con người không thể du hành ngược thời gian. Người đàn ông đã hiểu, trình độ công nghệ vào năm 2030 vẫn chưa cho phép du hành thời gian. Anh ấy vượt thời gian vẫn chưa đủ. Để tìm câu trả lời, anh ấy sẽ tiếp tục vượt thời gian. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mặt trăng vỡ thành nhiều mảnh, đang rơi xuống đất. 2 phút trước, con người cưỡi cỗ máy thời gian, du hành từ năm 1899, đến bây giờ là năm 2037. Vừa ra khỏi cỗ máy thời gian, đã bị FBI bắt giữ. Họ nói rằng đang rất nguy hiểm, muốn cưỡng chế đưa người đàn ông đi. Người đàn ông chết lặng. FBI nói với người đàn ông, khi con người phát triển mặt trăng, bởi vì tính toán sai lầm làm nổ mặt trăng làm đôi. Đàn ông lợi dụng lúc FBI không để ý, đã thoát ra, chạy nhanh về cỗ máy thời gian. Thiên thạch bắt đầu rơi, FBI không quan tâm đến người đàn ông. Người đàn ông vội vàng gạt cần điều khiển. Tuy nhiên, mặt đất bất ngờ rung chuyển, đầu người đàn ông đập vào cỗ máy, ngất xỉu, và cơ thể của anh ta tăng mã lực của cần điều khiển lên mức tối đa. Cỗ máy thời gian du hành tới tương lai với tốc độ nhanh nhất. Thế giới xung quanh cũng đang thay đổi đáng kể. Sau khi mặt trăng tan vỡ, không có dấu vết của con người trên mặt đất, một mảnh hoang tàn, thời gian vẫn trôi, những thăng trầm của cuộc sống. Ngay sau đó bề mặt đã sống lại, sa mạc được bao phủ bởi cây xanh, tạo thành một khu rừng rậm rạp. Không biết đã xảy ra bao lâu, người đàn ông tỉnh lại một chút. Trong một lần xuất thần, anh ấy đã dừng máy lại. 800.000 năm đã trôi qua, khi người đàn ông tỉnh dậy lần nữa, thấy mình đang nằm trên giường, là một người phụ nữ trong bộ tộc đã cứu anh ấy. Đi theo đứa trẻ ra khỏi phòng, cảnh tượng trước mắt khiến người đàn ông bàng hoàng. Cả bộ lạc được xây dựng trên núi, những ngôi nhà hình vỏ sò treo trên tường đá, mọi người leo lên thang cao và dây thừng, một màn tràn đầy sức sống. Nhìn thấy người khách ngoài hành tinh này, mọi người tụ tập xung quanh bên cạnh người đàn ông, nhìn anh ấy một cách tò mò, nói những điều anh ấy nghe không hiểu. May mắn, người phụ nữ nói tiếng Anh. 800.000 năm sau, chỉ có một phần nhỏ dân số hiểu được ngôn ngữ của con người cổ đại. Người đàn ông nói rằng mình đến từ quá khứ, người phụ nữ phiên dịch giúp anh ấy, nói với người trong tộc rằng người đàn ông lập dị này đã làm vỡ mặt trăng. Mọi người phá lên cười. Lúc này, tiếng kèn vang lên, đêm sắp đến, tất cả đều trở về nhà của mình. Nhất thuyền từ dưới bức tường đá, người đàn ông không hiểu tại sao mọi người đều cảnh giác với đêm tối. Trong đêm, có hàng ngàn ngọn đèn trên bức tường đá, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, mặt trăng trong 800.000 năm đã tan rã, các mảnh có kích thước lớn vẫn được treo trong không gian. Người phụ nữ đưa anh ta đi tham quan các di tích cổ đại của con người. Đây chính xác là thư viện năm đó. Sau nhiều năm như vậy, chỉ có rất ít dấu vết do con người để lại. Đến trang trại của bộ lạc, con người sử dụng sức gió để đẩy cối xay gió, lao động và sản xuất ở bên dưới, bận rộn và yên bình.
người phụ nữ đưa người đàn ông đến nơi phát hiện ra anh. Người đàn ông nhìn thấy cỗ máy thời gian của mình, máy không bị hư hỏng, anh chuẩn bị lên máy và quay trở lại thời đại của mình. Người phụ nữ đột ngột gọi anh ấy lại, cô ấy hy vọng người đàn ông đi dạo với trẻ em. Người đàn ông nghi ngờ, người phụ nữ vừa muốn giải thích, thì có tiếng la hét phát ra từ hướng của trang trại. Đến trang trại, mọi người đang bỏ chạy, xung quanh có những tiếng gầm kinh hoàng, dường như có một mối nguy lớn đang đến. Một cơn chấn động trên cát, vài con óc trồi lên từ cát, đám đông náo loạn, mọi người vô cùng sợ hãi. Óc lắc cát trên người đi, họ bao quanh đám người, rất nhanh bắt đầu tấn công, mọi người bỏ chạy tán loạn. Óc có sức mạnh vô hạn, tiện tay bắt lấy một người và ném ra ngoài. Nhóm quái vật nhặt ống tre, dùng miệng thổi, một mũi tên độc bắn vào đám người đang chạy. Ngay sau đó, một vài người đã trúng tên ngã xuống đất. Con quái vật lao về phía người đàn ông bị ngã, lấy ra sợi dây quanh eo, trói anh ta bằng dây thừng và kéo anh ta đi. Đây là một cuộc đi săn, và con mồi là con người. Óc mang theo con mồi bị bắt, nhảy vào trong hố cát, chớp mắt đã biến mất. Rất nhiều người đã bị quái vật bắt đi. Một tiếng kèn trombone vang lên, cuộc săn kết thúc. Con óc nhảy vào hố cát để trốn thoát. Người đàn ông đuổi theo, muốn cứu người phụ nữ bị bắt. Anh ấy đã liều mạng đào trên cát, nhưng con quái vật đã biến mất từ lâu. Người đàn ông hỏi tộc trưởng tại sao không kháng cự. Tộc trưởng nói rằng con quái vật quá mạnh, họ không thể phản kháng. Trong một khoảng thời gian dài, họ đã quen với những ngày như vậy. Dưới sự dẫn dắt của cậu bé, người đàn ông chuẩn bị đến hang ổ của Orc để cứu người phụ nữ và người dân. Lẻn vào hang động của quái vật từ bức tường đá, bên trong có rất nhiều Orc. Hang sâu này như thể được xây dựng thành một vương quốc dưới lòng đất. Orc có sự phân công lao động, chế tạo nhiều loại vũ khí và thiết bị khác nhau trong hang động. Người đàn ông nhìn thấy một đống quần áo bị hỏng trên mặt đất. Hóa ra, những tộc nhân bị bắt đều bị những con quái vật này ăn thịt. Người đàn ông tiếp tục đi qua hang động, đi xuống cầu thang, đây dường như là vị trí trung tâm dưới lòng đất. Anh ấy tìm thấy người phụ nữ bị nhốt trong lồng, vừa muốn giải cứu, một giọng nói già nua vang lên sau lưng anh, là thủ lĩnh của Orc. Thủ lĩnh nói với người đàn ông, kể từ khi mặt trăng vỡ, con người chia thành hai nhánh, một số người ở trên mặt đất, còn họ đi sâu dưới lòng đất. Nhánh dưới đất đã phát triển thành các lớp khác nhau, các chiến binh săn lùng ở bên ngoài, công nhân làm việc trong hang động, bản thân người lãnh đạo là đại não. Đại não đã tích lũy kiến thức của con người trong hàng trăm nghìn năm, hơn nữa sẽ truyền kiến thức cho thủ lĩnh tiếp theo. Đại não kiểm soát tất cả các lớp của Orc, họ muốn quét sạch loài người trên trái đất bằng cách đọc ký ức của người đàn ông. Thủ lĩnh nói với người đàn ông rằng anh không thể thay đổi quá khứ. Vì cái chết của bạn gái, người đàn ông đã tạo ra cỗ máy thời gian, điều này tạo thành mối quan hệ nhân quả trên dòng thời gian. Nếu người đàn ông cứu vị hôn thê của mình, anh ấy cũng sẽ không chế tạo ra cỗ máy thời gian. Điều này thật mâu thuẫn, vì vậy anh ấy vẫn quay lại để thử. Anh ấy không thể cứu bạn gái của mình. Thủ lĩnh cũng không làm khó người đàn ông, để anh ngồi cỗ máy thời gian rời đi. Người đàn ông lên máy, anh ta muốn thủ lĩnh trả cho mình chiếc đồng hồ, đột nhiên kéo theo người thủ lĩnh vào, sau đó đẩy cần điều khiển của máy, cả hai đánh nhau trong buồng lái. Máy đã được mã lực hoàn toàn, đàn ông không phải là đối thủ. Thủ lĩnh siết chặt cổ anh ấy, người đàn ông đập vỡ đồng hồ đo áp suất của máy. Một làn hơi nóng ập vào tên thủ lĩnh, toàn bộ cơ thể của anh ta treo lơ lửng giữa không trung. Người đàn ông đẩy cần điều khiển về phía trước, thời gian trôi nhanh bên ngoài, tên thủ lĩnh già đi nhanh chóng và lão hóa bên ngoài, cuối cùng trở thành một đống xương. Thao tác với máy, người đàn ông đã trở lại, giải cứu người phụ nữ khỏi lồng. Anh ấy nói nếu quá khứ không thể thay đổi, vậy thì thay đổi tương lai. Anh đã tăng mã lực của cỗ máy thời gian lên mức tối đa, sau đó dùng đồng hồ kẹt vào các bánh răng, nắm lấy người phụ nữ và nhanh chóng chạy ra khỏi cái hố. Máy đã không còn hoạt động bình thường, nhìn thấy nó sắp nổ tung, cả hai cùng leo lên bức tường đá, được tộc người kéo lên. Lúc này, cỗ máy bị kẹt hoàn toàn. Giây tiếp theo, một chùm ánh sáng trắng tỏa ra, những con óc trong hang đã biến thành tro, toàn bộ hang ổ dưới lòng đất bị phá hủy hoàn toàn. Chấm dứt hàng trăm ngàn năm tàn sát, tàn tích trên thư viện, trí tuệ nhân tạo vào năm 2030 có thể bắt đầu dạy tiếng Trung cho trẻ em. Hai từ like và follow gây xúc động mạnh, ngọn lửa của loài người lại lan rộng trên vùng đất nóng bỏng này. Tin rằng không lâu sau, nhân loại sẽ tái tạo nền văn minh nguyên thủy ban đầu.